Sách Thi Thiên chương 13. Cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn, hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Kẻ thù con được tôn cao hơn con cho đến chừng nào? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con. Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng? Kẻo kẻ thù con sẽ nói, ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã. Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa. Xin cho lòng con vui mừng vì sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho con. Sách Ma-thi-ơ chương 13. Ẩn dụ về người gieo giống. Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu rời nhà ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán: có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả. Hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai hãy lắng nghe. Giải nghĩa ẩn dụ. Các môn đồ đến gần hỏi Ngài: sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp: các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm: các ngươi lắng nghe nhưng không hiểu, đôi mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải và ta sẽ chữa lành chăng? Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được. Thật ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả. Một thành 100, một thành 60, một thành 30. Đức Chúa Giê-xu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy cỏ lùn do đâu mà có? Chủ đáp: một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: không nên, e khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ nhầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào mùa gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi. Còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Ẩn dụ về hạt cải và men. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác.
Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loài rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng. Không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà. Các môn đồ đến thưa với Ngài: Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp: Người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian. Giống tốt là con cái vương quốc thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai hãy lắng nghe. Ẩn dụ về kho báu. Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy. Ẩn dụ về viên ngọc quý. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền bán đi mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Ẩn dụ về lưới cá. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa. Ở nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa: Dạ hiểu. Ngài phán rằng: Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Đức Chúa Giêsu về Nazareth. Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Giêsu rời khỏi chỗ ấy, về đến quê hương. Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: Do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người này là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy do đâu người này có được mọi điều ấy? Họ vấp phạm vì cớ Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: Nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi. Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng vì sự vô tín của họ. Sách Các Vua Nhì, chương 11. Athali cai trị Juda. Khi Athali, mẹ của vua Achasia, thấy con mình đã chết thì đứng lên tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc. Nhưng Josheba, con gái của vua Joram và là chị của Achasia, bắt trộm Joach, con của Achasia, khỏi số các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu cậu trong phòng ngủ cùng với vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu Joach khuất mắt Athali và cậu không bị giết. Joach trốn với Josheba trong đền thờ Đức Giê-hô-va 6 năm, trong khi Athali cai trị xứ sở. Giê-hô-gia-đa sức dầu cho hoàng tử Joach. Vào năm thứ 7, Giê-hô-gia-đa sai người đi mời các quan chỉ huy 100 quân thuộc đội quân Carit và quân cảnh vệ đến gặp ông trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Ông lập giao ước với họ, buộc họ tuyên thệ trong đền thờ Đức Giê-hô-va và giới thiệu hoàng tử cho họ. Ông truyền lệnh: Đây là điều các ông sẽ làm. 1/3 trong các ông đến phiên trực ngày Sa-bát sẽ canh giữ hoàng cung, 1/3 sẽ canh giữ cổng Su-rơ, còn 1/3 sẽ canh cổng phía sau quân cảnh vệ.
các ông sẽ luân phiên nhau canh giữ cung điện. Còn 2/3 trong các ông mãn phiên trực ngày Sa-bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ông sẽ bao quanh vua, mỗi người cầm vũ khí trong tay. Ai muốn xâm nhập hàng ngũ các ông thì hãy giết đi. Khi vua đi ra đi vào thì các ông phải ở bên cạnh vua. Các quan chỉ huy 100 quân làm theo lệnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người đem theo quân lính của mình, gồm những người đang phiên trực cũng như những người mãn phiên trực ngày Sa-bát, đến với thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Thầy tế lễ trao cho các quan chỉ huy 100 quân những giáo và khiên của David được cất giữ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Quân cảnh vệ ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. Giê-hô-gia-đa đưa hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn chứng ước cho người. Họ xức dầu phong vương cho hoàng tử, rồi vỗ tay tung hô: "Vua vạn tuế!" Cái chết của Athali. Khi nghe tiếng huyên náo của quân cảnh vệ và dân chúng, thì bà Athali đến gặp dân chúng tại đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bà thấy vua đang đứng trên bệ cao như nghi lễ thường lệ, có các quan chỉ huy và những người thổi kèn bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ đều vui mừng giữa tiếng kèn trỗi vang. Athali liền xé áo mình và la lên: "Phản loạn, phản loạn!" Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa ra lệnh cho các quan chỉ huy quân đội: "Hãy lôi bà ấy ra khỏi hàng quân. Ai theo bà ấy đều phải bị giết bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã nói, đừng giết bà ấy trong đền thờ của Đức Giê-hô-va." Nên họ túm lấy bà dẫn đến cung vua theo lối đi của ngựa và giết bà tại đó. Cuộc cải cách của Giê-hô-gia-đa. Giê-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Giê-hô-va với vua và dân chúng để xác định dân Israel là dân của Đức Giê-hô-va. Ông cũng lập một giao ước giữa vua với dân chúng, rồi toàn dân trong xứ kéo đến phá đổ đền thờ Ba-anh. Họ đập nát các bàn thờ và tượng thần Ba-anh ra từng mảnh. Còn Ma-thang, thầy tế lễ Ba-anh, thì bị họ giết ngay trước các bàn thờ. Sau đó, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đặt người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Ông đem theo các quan chỉ huy 100 quân, đội quân Carit, quân cảnh vệ và toàn dân trong xứ. Họ rước vua từ đền thờ Đức Giê-hô-va xuống, đi qua cổng của quân cảnh vệ để vào cung vua, rồi Giô-ách lên ngai vua. Toàn dân trong xứ đều vui mừng và kinh thành được yên tĩnh sau khi người ta đã giết Athali bằng gươm tại cung vua. Giô-ách lên ngai vua khi mới 7 tuổi. Sách Các Vua chương 12. Giô-ách cai trị Giu-đa. Vào năm thứ 7 đời trị vì của vua Giê-hu, Giô-ách lên làm vua và cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Sibia, quê ở Be'er-sheba. Nhờ được thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ, Giô-ách làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va trọn đời mình. Tuy nhiên, các nơi cao vẫn chưa bị tháo dỡ, dân chúng vẫn tiếp tục dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao ấy. Sửa lại đền thờ Jerusalem. Giô-ách nói với các thầy tế lễ: "Tất cả số bạc được đem vào làm tế lễ thánh trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là số bạc chuộc mạng mà mỗi người phải nộp theo quy định khi kiểm tra dân số, và bạc mà dân chúng tự nguyện dâng hiến trong đền thờ Đức Giê-hô-va, thì các ông phải nhận số bạc ấy từ những người dâng hiến để sửa chữa những chỗ hư hại trong đền thờ." Nhưng mãi đến năm thứ 23 đời vua Giô-ách, các thầy tế lễ vẫn chưa sửa chữa đền thờ. Vì vậy, vua Giô-ách gọi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và các thầy tế lễ khác đến và hỏi: "Sao các ông không sửa chữa những chỗ hư hại của đền thờ? Vậy từ nay, các ông đừng nhận bạc từ những người dân hiến nữa, nhưng hãy giao lại số bạc thu được cho người có trách nhiệm sửa chữa đền thờ." Các thầy tế lễ đồng ý không nhận bạc của dân chúng và cũng không đảm trách việc sửa chữa đền thờ. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy một cái rương, khoét lỗ trên nắp rồi đặt gần bàn thờ, về phía bên phải lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ canh cửa đền thờ, bỏ vào trong rương ấy tất cả số bạc mà người ta đem đến đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi nào người ta thấy có nhiều bạc trong rương, thì thư ký của vua cùng với thầy tế lễ thượng phẩm đi lên lấy số bạc trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra đếm, bỏ vào bao cột lại. Sau đó,
Họ giao số bạc đã kiểm vào tay những đốc công trông coi việc sửa chữa đền thờ Đức Giê-hô-va. Những người ấy dùng nó chi trả cho thợ mộc và thợ xây cất, thợ nê và thợ đá, là những người làm việc sửa chữa đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ cũng dùng số bạc ấy mua gỗ và đá chẻ để sửa chữa những chỗ hư hại của đền thờ Đức Giê-hô-va và dùng vào các chi phí khác trong việc sửa chữa đền thờ. Nhưng người ta không dùng số bạc đã đem đến đền thờ Đức Giê-hô-va để làm chậu bằng bạc, kéo các tim đèn, bát, kèn hay bất cứ dụng cụ nào bằng vàng, bằng bạc dùng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, vì họ giao số bạc ấy cho những người phụ trách công việc để dùng vào việc sửa chữa đền thờ Đức Giê-hô-va. Không ai đòi hỏi những người nhận bạc để chi trả cho các nhân công phải khai trình sổ sách, vì họ làm việc một cách trung thực. Còn số bạc về tế lễ chuộc lỗi và tế lễ chuộc tội thì không được đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Số bạc ấy thuộc về các thầy tế lễ. Triệu cống cho Hazael, vua Aram. Vào lúc ấy, vua Aram là Hazael đem quân tấn công thành Gát và chiếm được thành này. Vua quay sang tấn công Jerusalem. Joash, vua Juda, lấy tất cả các vật thánh mà các tiên đế của Juda là Josaphat, Joram và Achazia đã biệt riêng ra thánh, cùng với các vật thánh mà chính vua đã dâng hiến, và tất cả vàng ở trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung vua mà đem nộp hết cho Hazael, vua Aram. Vì thế, Hazael rút lui khỏi Jerusalem. Joash băng hà. Chẳng phải các việc khác của Joash và tất cả những gì vua làm đều đã được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Các thuộc hạ của Joash nổi lên lập mưu chống lại vua và giết vua tại cung Milo trên đường đi xuống Sila. Hai thuộc hạ đã đánh giết vua là Josabat, con của Simeat, và Jehoshabat, con của Somê. Người ta an táng vua cùng với các tổ phụ trong thành David. Rồi con vua là Amasia lên ngai kế vị.